Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Hôm nay ngày 6 tháng 1, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Nguyễn Đức Hòa họp mặt tri ân các doanh nghiệp dịp Tết Canh Tý. Hội nghị tổng kết và triển khai kế hoạch công tác ngành thống kê. Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đáp trả mạnh nếu Iran trả đũa. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình Thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa tổ chức họp mặt tri ân các doanh nghiệp cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại địa phương trong thời gian qua. Dự họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện hơn 20 doanh nghiệp. Từ nhiều năm qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm chiếc cầu nối vận động mạnh thường quân khắp nơi, đóng góp rất nhiều hoạt động xã hội tại huyện Đức Hòa. Trong đó nổi bật là các chương trình xây dựng trường học, gây quỹ học bổng, cầu giao thông nông thôn, trao bò giống cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng. Chương trình xây cầu nông thôn đã khánh thành đưa vào sử dụng 59 công trình cầu cống các xã vùng sông với tổng vốn đầu tư trên 51 tỷ đồng. Trong đó vốn tài trợ hơn 41 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của địa phương và nhân dân đóng góp. Chương trình trao bò giống cho hộ nghèo đã có 48 doanh nghiệp và 9 cá nhân đồng hành trao 827 con bò giống với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng. Đối với hoạt động khuyến học, quỹ học bổng Võ Văn Tần do nguyên Chủ tịch nước sáng lập đã trao hơn 1.500 suất học bổng hỗ trợ học sinh sinh viên qua 7 mùa khai giảng, nguồn quỹ trên 14 tỷ đồng. Đặc biệt, huyện Đức Hòa cũng được đơn vị tài trợ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Công ty Cổ phần Him Lam xây tặng ngôi trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa vào năm 2014 và khu thể dục thể thao với tổng số tiền trên 124 tỷ đồng. Tại buổi họp mặt, có 6 tập thể và 2 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vì có thành tích đóng góp các hoạt động an sinh xã hội tại huyện Đức Hòa. Vào chiều nay, ngày 6 tháng 1 năm 2020, tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2019. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Trong năm 2019, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận nói chung, trong đó có dân vận chính quyền, Thường vụ tỉnh ủy, Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp gần 3.500 lượt công dân với trên 3.700 người tham dự, tiếp nhận 666 đơn thư khiếu nại, 277 đơn tố cáo, đã giải quyết trên 90% tổng số đơn. Hội nghị cũng phân tích nguyên nhân một số tồn tại hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục trong công tác dân vận chính quyền. Theo đó, công tác dân vận ở một số nơi chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu quả thấp. Tại một số cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp còn có những cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác dân vận. Sự phối hợp giữa một số cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cung cấp chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Còn tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy chỉ đạo, năm 2020, công tác dân vận sẽ tập trung chủ đề năm dân vận khéo, tạo chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm và hành động của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mối quan hệ giữa nhân dân, có giải pháp tốt hơn trong nâng cao trách nhiệm, đạo đức phục vụ nhân dân. Theo đó, cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tăng chỉ số hài lòng của người dân, đơn vị về sự phục vụ của các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Cấp ủy chính quyền cần tổ chức tốt công tác tiếp dân, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc đối thoại giữa nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị bức xúc, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu chăn quá, hoạt động tình nguyện, vào chiều nay ngày 6 tháng 1 năm 2020, Đoàn Thanh thiếu niên tình nguyện do Ngài Kim Jong-un, Chủ tịch Ủy ban Đa chăn quá quốc tế Rotary 3620 tỉnh Trung Seong Nam Đô, Hàn Quốc, làm trưởng đoàn đến tham gia chương trình giao lưu chăn nghệ với thanh niên tỉnh Long An. Trước khi bắt đầu chương trình giao lưu, đại diện tỉnh đoàn Long An và đoàn thanh thiếu niên tình nguyện của Ủy ban Đa chăn quá quốc tế Rotary 3620 tỉnh Trung Seong Nam Đô, Hàn Quốc gặp mặt trao đổi thông tin về hoạt động tình nguyện và giao lưu chăn quá giữa thanh niên hai tỉnh Long An Việt Nam và Trung Seong Nam Đô, Hàn Quốc. Sau thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh được triển khai từ năm 2006 đến nay, trên nhiều lĩnh vực,
Hàng năm, phía tỉnh Trung Sơn Nam Đô đều tổ chức đoàn thanh thiếu niên sang giao lưu Chăng Quá, hoạt động tình nguyện tại tỉnh Long An, gồm các đơn vị như Đại học Kyonggi, Đại học Sinhan và Trung tâm Bồi dưỡng Thanh thiếu niên tỉnh Trung Sơn Nam Đô. Song song đó, phía tỉnh Long An cũng tổ chức được hai đoàn thanh thiếu niên sang giao lưu tại tỉnh Trung Sơn Nam Đô vào năm 2012 và năm 2018. Năm nay, tại Long An, hoạt động tình nguyện của đoàn thanh thiếu niên Hàn Quốc diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1 năm 2020, với nhiều nội dung như giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, thăm làng nghề truyền thống và tham gia công tác xã hội. Chương trình này nhằm ghi dấu và thắt chặt thêm mối quan hệ giao lưu hữu nghị giữa thanh niên hai tỉnh Long An và Trung Châu Nam Đô trong suốt thời gian qua, đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh nói riêng, giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung. Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An tổ chức lễ khởi công dự án đường vành đai, gói thầu xây dựng phần cầu đường vành đai thuộc địa bàn xã Lợi Bình Nhơn. Dự án đường vành đai thành phố Tân An, đoạn đường Phan Văn Tuấn nối Nguyễn Tấn Chính thuộc gói thầu xây dựng phần cầu đường vành đai với tổng kinh phí là trên 87 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, thời gian thực hiện công trình là 15 tháng. Công trình đường vành đai thành phố sau khi hoàn thành tạo trục giao thông liên quan xuyên suốt nối liền giữa khu đô thị trung tâm thành phố với khu đô thị phía Bắc và khu đô thị phía Nam, cũng là trục liên kết vùng Đồng Tháp 10 với các vùng huyện phía Nam và phía Đông thành phố, đồng thời gắn kết giúp vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy thương mại phát triển, kết nối tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch, tạo động lực phát triển cho thành phố và của tỉnh. Bên cạnh đó còn kết nối cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, dự án khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh, khu đô thị mới Lợi Bình Nhơn và các dự án khác đang triển khai dọc tuyến đường vành đai. Thực hiện kế hoạch số 53 của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về công tác hậu kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thanh kiểm tra nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở ngành tỉnh và các địa phương đã tổ chức 341 đoàn kiểm tra trên 10.200 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra, số cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 85%, còn lại 15% cơ sở vi phạm đã xử phạt vi phạm hành chính gần 2 tỷ đồng. Các cơ sở vi phạm chủ yếu về điều kiện con người, không khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm, sản xuất, bán ra thị trường thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm, vi phạm quy định về niêm yết giá, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trốn tránh việc kiểm dịch động vật, ghi chép sổ kiểm thực 3 bước không đúng quy định của Bộ Y tế. Thời điểm này, càng gần Tết Nguyên đán Canh Tý, các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành tỉnh tăng cường tổ chức các đợt thanh kiểm tra, nhất là công tác lấy mẫu kiểm nghiệm nhằm siết chặt công tác quản lý hàng hóa trên thị trường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2020. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ rau màu ngày càng tăng cao. Thời điểm này, các hợp tác xã, nông nghiệp và nhiều hộ dân trong tỉnh đang tất bật chăm sóc rau màu để kịp cung ứng nguồn hàng phục vụ thị trường. Là một trong những hợp tác xã rau an toàn được sản xuất theo chuỗi an toàn thực phẩm, hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa, huyện Cần Đức đã dần khẳng định thương hiệu và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động. Hợp tác xã hiện có 45 thành viên, mỗi ngày hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 2,5 tấn rau các loại. Dịp Tết này, hợp tác xã chuẩn bị nguồn hàng tăng khoảng 20% để phục vụ nhu cầu thị trường, đặc biệt với gần 2.000 m2 diện tích nhà màng trồng rau thủy canh. Dịp Tết này, hợp tác xã sẽ cung cấp ra thị trường đa dạng các loại rau ăn lá và rau ăn quả. Quy trình canh tác rau tại đây đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định từ khâu chọn giống, gieo trồng tới chăm sóc. Những ngày này, tất cả thành viên hợp tác xã đang tất bật chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hợp xã cũng tăng cường cái lượng rau trong công nghệ cao trồng trong nhà màng với số củ quả để phục vụ Tết, nhưng mà có thể là chắc có thiếu, tại vì giờ cái đơn đặt hàng Tết thì nó cũng nhiều rồi, nhưng mà cái nhà màng mình cũng còn hạn chế, chưa có đáp ứng đủ theo nhu cầu thị trường. Giá cả thì nói chung cái hàng này thì tương đối ổn định so với cái hàng mà trồng ở đất, thì hiện tại thì nó còn bấp bênh. Nhìn chung, tình hình sản xuất rau màu tại nhiều địa phương đang diễn ra thuận lợi, hứa hẹn một mùa rau Tết bội thu, mang lại thu nhập cao và ổn định cho người nông dân.
Thưa quý vị, nếu như Tết miền Bắc luôn có món giò chả, thì mâm cỗ ngày xuân ở miền Nam không thể thiếu món lạp xưởng tươi. Ở Nam Bộ có nhiều địa phương sản xuất lạp xưởng, nhưng lạp xưởng tươi Cần Đức Long An là món ăn có thương hiệu, giá trị đậm đà riêng biệt, được nhiều người ưa chuộng. Tết cổ truyền của dân Việt thì mình cái gia đình nào thì cũng ấy, cái này cũng như cái món đặc sản của quê hương Cần Đức Long An, thành ra nhà nào thấy cũng xài đó cô. À, không nhiều thì ít à. Định có cái hương vị rồi con cháu rồi tề tụ về để hưởng cái phong tục cái gì thôi. Khu vực chợ Rạch Kiến, xã Long Hòa tập trung rất nhiều nhà làm lạp xưởng tươi, có thể được xem như một làng nghề truyền thống. Nơi đây còn là cái nôi khởi nguồn nên thương hiệu lạp xưởng tươi Cần Đức nước tiếng xa gần, có lịch sử hơn 300 năm. Cứ vào mùa gió chướng, hàng chục cơ sở lạp xưởng tươi nơi đây lại tất bật vào vụ sản xuất chính, cung cấp cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh với trên 10 tấn sản phẩm. Lạp xưởng được tạo ra từ bàn tay khéo léo của những người dân Rạch Kiến, có vị ngọt đậm đà của thịt và mỡ, một chút chua thanh của thịt lên men, thoang thoảng dư vị nhẹ nhàng của hỗn hợp gia vị ướp. Và điều đặc biệt không thể thiếu đó là bí quyết gia truyền của mỗi cơ sở. Và một trong những bí quyết đã tạo nên nét riêng cho từng thương hiệu lạp xưởng đó chính là rượu. Rượu này thì được ngâm thời gian dài với các loại hương liệu như là quế khâu, đinh hương, và chính rượu đã tạo nên mùi thơm đặc trưng cũng như là cái sắc đỏ hết sức tự nhiên cho từng khoanh lạp xưởng sau khi thành phẩm. Gia đình bà Nguyễn Thị Mai gắn bó với nghề làm lạp xưởng hơn 30 năm. Nghề này không chỉ mang về thu nhập chính cho gia đình mà còn là kỷ niệm và tài sản quý giá của ba mẹ bà truyền lại. Để làm nên những chiếc lạp xưởng thơm ngon, những người theo nghề phải có cái tâm, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần. Và lạp xưởng thi thơ của gia đình bà Mai tạo được sự tin tưởng của khách hàng cũng bởi những điều như thế. Lạp xưởng mà muốn tươi ngon nhất, cái điều, cái khâu đầu tiên hết đó là cái thực phẩm. Thực phẩm là phải tươi. Mình mua được những đồ có nguồn gốc, mà mình không có mua ở ngoài thị trường trôi nổi. Đó. Những dàn phơi lạp xưởng màu đỏ tươi trong ánh nắng vàng cuối năm là hình ảnh quá đổi thân thuộc của người dân Cần Đức từ bao đời nay. Lạp xưởng tươi trở thành một đặc sản nổi tiếng, sánh vai cùng gạo nàng thơm chợ đào, vượt ra khỏi vùng đất phía hạ lưu sông Dàm Cỏ để đi tới nhiều nơi khác, giúp mâm cỗ của mỗi gia đình Việt thêm trọn vẹn vị Tết. Chương trình thời sự tối nay tiếp tục với những thông tin trong nước đáng quan tâm. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 6 tháng 1 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch ngành năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2019, ngành thống kê hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ như thực hiện thành công tổng điều tra dân số và nhà ở, đánh giá lại quy mô GDP, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê, thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về thống kê đi vào thực chất hơn. Ngành thống kê Việt Nam hiện đứng thứ 18 trên 145 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và đứng thứ 2 khu vực ASEAN. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong những năm vừa qua, ngành thống kê có vai trò hết sức quan trọng đối với đất nước trong việc đưa ra những số liệu chính xác, khách quan, khoa học, phục vụ công tác hoạch định chính sách của Đảng và nhà nước. Thủ tướng hoan nghênh tinh thần khách quan, trung thực, kịp thời và khoa học của ngành trong việc biên soạn và thông tin số liệu thống kê trong nhiều lĩnh vực quan trọng của đất nước. Thủ tướng cũng cho rằng, thời gian tới, ngành cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp thống kê phù hợp thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam. Ngành cũng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ ngành địa phương trong việc cập nhật chính xác, khách quan số liệu tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Thưa quý vị, tính đến ngày 5 tháng 1 năm 2020, tại Trung Quốc đã ghi nhận 44 trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp tính, trong đó có 11 trường hợp trong tình trạng nặng, 2 trường hợp đã hồi phục hoàn toàn. Các trường hợp khác sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Bộ Y tế Trung Quốc đã tổ chức điều tra và triển khai các biện pháp quyết liệt để kiểm soát tình hình dịch bệnh. Việt Nam đã chủ động giám sát chặt chẽ tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống theo các tình huống dịch bệnh. Các kết quả điều tra cho thấy chưa có bằng chứng rõ ràng của việc lây truyền từ người sang người và cũng chưa ghi nhận trường hợp cán bộ y tế nào bị nhiễm bệnh.
Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tác nhân gây bệnh không phải là các chủng virus gây bệnh viêm đường hô hấp thường gặp như cúm mùa, cúm A, adenovirus. Bộ Y tế Trung Quốc tiếp tục làm các xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây bệnh. Để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, Bộ Y tế đã thiết lập hệ thống giám sát dịch bệnh chủ động thường xuyên tại các cửa khẩu, các cơ sở y tế, tại cộng đồng và hệ thống đã phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào nước ta trong những năm vừa qua. Để chủ động ngăn ngừa, phòng chống bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân hiện đang xảy ra tại Trung Quốc, Bộ Y tế đã chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường việc giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cửa khẩu, lưu ý giám sát chặt chẽ bằng máy đo thân nhiệt từ xa và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh có tiền sử về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đồng thời yêu cầu các địa phương chủ động rà soát các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, bố trí nhân lực để sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống theo các tình huống dịch bệnh.